Chào mừng tất cả mọi người đến với An Quân Design, nơi chia sẻ và cùng nhau kết nối các dự án kiến trúc, ngoại thất cũng như nội thất mà các bạn đang có ý định thực hiện. Nơi đây thì tôi mong muốn đem đến mọi người một góc nhìn thực tế ảo ở chế độ xem 3D trực quan, toàn cảnh kiến trúc 3D ở các giai đoạn khác nhau qua quá trình thiết kế, giúp mọi người có cái nhìn hình dung về cái quy mô thực tế của dự án, mong muốn góp phần đảm bảo việc truyền đạt chính xác ý tưởng thiết kế cho ngôi nhà của bạn, và từ đó giúp chúng ta thống nhất được ý kiến với các đơn vị liên quan. Qua đó chúng ta kết nối được sự thấu hiểu và đồng quan điểm giữa hai bên để mà tạo một mối quan hệ hợp tác gắn bó và có những cái phản hồi có chất lượng hơn, để hai bên có những cái quyết định trở nên nhanh hơn. Mọi người có thể là quan sát trực tiếp một tòa nhà mà có thể là nó còn chưa xây dựng, đó là thông qua cái thực tế ảo mà tôi mong muốn đem đến cho mọi người ở đây. Vì vậy tôi rất là mong được nhận được những cái ý kiến thảo luận và ý kiến đóng góp của mọi người, cũng như tạo nên một cái kênh về thực tế ảo, giúp những cái thiết kế mà mọi người đang thực hiện được suôn sẻ hơn. Vì vậy rất mong mọi người ủng hộ và đăng ký kênh. Thì như trên màn hình của quý vị đang nhìn thấy đây, thì chúng ta đang có một cái căn nhà. Đây là một cái villa biệt thự, nó cũng thuộc dạng tầm cỡ đây. Thì cái diện tích của cái ngôi nhà này hiện tại là nó là chiều ngang là 30 mét, và chiều dài của nó là gần 60 mét, 50 mấy mét, gần 60 mét. Thì đây là sơ bộ của cái nhà đây. Thì tôi muốn cùng mọi người ở đây phối cảnh cái ngoại thất về cái xung quanh nè. Ngoại thất ví dụ như bây giờ chúng ta sơn màu như thế nào và lắp đèn như thế nào, ánh sáng màu sắc như thế nào, mái ngói và các vườn cây cỏ và các trang trí xung quanh, hồ nước. Và sau đó tôi muốn cùng mọi người phát triển về cái ý tưởng về cái nội thất trong cái căn nhà biệt thự này. Thì bây giờ chúng ta tham quan một vòng cái căn nhà biệt thự này đi. Thì tham quan sơ bộ trong cái biệt thự này. Thì hiện tại là nó chưa được có chia phòng nào hết, và nó cũng tôi cũng chưa được vẽ lại cái cầu thang. Thì như cái biệt thự này thì tôi đang nghĩ tới là chắc chắn nó chỉ sẽ phù hợp với những cái phào chỉ mâm trần, những cái phào tường được dát vàng, những bộ sofa cổ điển, mang dáng dấp cổ điển Ý chẳng hạn, rồi những cái vách ngăn, những cái vách tivi, kệ và bàn trang trí đó. Thì đó là sơ bộ về nội thất. Thì tôi sẽ cố gắng trong video sau, tôi sẽ lên đầy đủ và cùng mọi người thảo luận, và mong được nhận được sự góp ý của mọi người đó. Thì ví dụ như cái góc này chúng ta nên đặt cái gì, và cái góc này thì chúng ta đặt cái gì, kia phòng nó như thế nào. Rồi, bây giờ chúng ta lên tầng 2 nha. Tại hiện tại là tôi đang ở chế độ quan sát, cho nên là không có cầu thang, cho nên chúng ta không có lên được. Thì tạm thời bây giờ chúng ta bay lên. Đó, bay lên. Chưa có cầu thang thì phải bay lên đâu quý vị. Thì đây là cái tổng quan của... Rồi, chúng ta cùng tham quan cái lầu 2 nó có những cái nào. Đây, mà đây là một cái hiên
này là cái mặt trước của ngôi nhà. Chúng ta đi một vòng tham quan xem. Đó. Thì, rồi chúng ta vào trong lại. Và bên kia thì cũng có một cái cửa để đi ra ngoài cái lan can phía bên bên hông nhà. Chúng ta cũng để xem thử ra thử. Đó, bên hông nhà, đây sau nhà, đây đằng sau nhà có cái sân cầu lông đây. Đó, thì trên này thì tôi đang có ý tưởng là sẽ chia ra hai phòng ngủ và một cái phòng thư giãn. Đó, thì nói chung là sơ bộ thì trong căn nhà này nó là như vậy thôi. Thì các anh chị và các bạn có cái góp ý như thế nào thì cứ bình luận bên dưới để chúng ta cùng có một cái tổng quan nó hợp lý hơn. Thôi bây giờ chúng ta cùng ra bên ngoài và phát triển cái bố cục xung quanh của căn nhà này. Đó, thì đây là góc nhìn từ trên cao xuống. Đó. Hiện tại là căn nhà này mình cũng chưa có bố trí đèn ánh sáng để cho mọi người thấy cái tổng quan về cái buổi ban đêm đây. Thì tôi cũng muốn để cho mọi người nhìn cái thực trực quan hơn về cái ban đêm. Đó, thì ban đêm nó sẽ ánh sáng nó như thế nào. Đó, ánh sáng xung quanh nhà, ánh sáng hồ và những cái đèn tường nó như thế nào. Thì phần sau tôi sẽ mong muốn nhận được góp ý của mọi người và tạo cái ánh sáng của căn nhà này cho nó nhìn nó lung linh và nó bắt mắt hơn. Thì bây giờ chúng ta tạo những cái bối cảnh xung quanh đi. Thì đầu tiên cái nhà này nó cũng hơi trống, bắt đầu chúng ta trang trí cho nó những cái cây xanh đi để cho nó nhìn cho nó đầy đủ hơn. Thì tôi sẽ cho thêm cây xanh vào đây. Ra cây xanh đã xuất hiện rồi. Thì có cây xanh vào thì chúng ta thấy tự nhiên thấy căn nhà nó nổi bật hơn nhiều rồi, đúng không các anh chị các bạn? Rồi chúng ta tiếp tục cho này, chỗ đây nó đi ra đây thì nó thiếu cái cầu ở đây nè, chúng ta bỏ cái cầu vào đây, cho cái cầu vào đây. Đó, cầu vào đây thì nó hợp lý hơn, đúng không? Chúng ta đi dạo qua đây và chăm sóc những cái cây cảnh nó xung quanh. Rồi thì cái hồ này thì hiện tại nó chưa có nước, thì để tôi bỏ nước vào cho nó nhìn cho nó đầy đủ hơn. Rồi có nước rồi. Thì hiện tại là tôi cũng chưa có đầu tư về cái màu sắc và cái render, cái vật liệu, cho nên là nhìn nó cũng chưa được thực tế lắm. Thì hy vọng video sau tôi sẽ cố gắng làm đầy đủ hơn sau khi tiếp nhận ý kiến của mọi người, cũng như màu sắc cho nhìn cho nó thực tế một xíu. Đó, thì chúng ta tiếp tục lên cao đi. Lên cao chúng ta nhìn tổng quan cho nó dễ. Thì bên hông nhà chúng ta còn gì nữa không ta? Đây, bên hông nhà đây. Thì chúng ta có một cái dàn mái sắt. Thì dàn mái sắt chúng ta trang trí cái gì cho nó hợp lý? Thì theo tôi thì tôi sẽ trang trí cái dây leo. Thì để tôi bỏ cái dây leo hoa lá cành vào. Đó. Rồi, thấy cũng tạm ổn. Rồi, chúng ta dạo một vòng nữa xem sao. Đây. Rồi, về cái mặt sau của cái căn nhà này nó đang có
một cái sân cầu lông. Thì hiện tại cái phần này nó cũng trống quá, đang có hai cái ghế nè, hiện tại nó đang có hai cái ghế đó, thì chúng ta nên đặt thêm vài bộ bàn ghế nữa. Mấy bộ bàn ghế rồi, tạm thời là những bộ bàn ghế này nó cũng chưa đẹp lắm, thôi thì tạm thời vậy đi, chờ có thời gian thì chúng ta trau chuốt nó hơn. Rồi những cái mảng tường này nó cần có những cái ánh đèn này, thì sau này những cái đèn tường đó, thì rồi những cái phù điêu trang trí họa tiết rồi. Thôi những cái đó thì mình sẽ làm tổng thể khi mà mình lên hoàn thiện về cái màu sắc ánh sáng ban đêm. Rồi những cái bây giờ mình tạo những cái bố cục cho nó đầy đủ hơn, thì chúng ta có bàn ghế. Thì hiện tại ví dụ như bàn ghế ở đây nó đang bị ánh nắng, thì chúng ta có thể thêm cây dù vào cho nó mát chẳng hạn đó. Thì chúng ta cứ bố trí thôi. Thì đó, thì thực tế là nó là thực tế ảo, cho nên chúng ta có thể bố trí bất cứ thứ gì mà chúng ta thích vào, rồi cảm thấy nó cho nó hợp lý, rồi sau này chúng ta thực hiện ngoài thực tế nó khả quan hơn. Rồi thì phần sau nó như vậy thôi, bây giờ tạm rồi. Thì chúng ta lên nhìn lên tổng quan coi thiếu gì. Thì thường thường thiết kế bối cảnh thì nó cũng phải có một cái những cái vật trang trí khác. Ví dụ như cái nhà này thì nó cũng đã phải có một cái nhà để xe chẳng hạn. Thì chúng ta tạo một cái nhà để xe. Thì tạm thời chúng ta làm một cái mái vòm sắt đi, thử nó xem như thế nào. Cái mái vòm sắt để xe ở góc này. Rồi thì có mái vòm sắt thì cũng phải có thêm xe cộ nó cho nó sinh động, đúng không các anh chị? Thì tôi sẽ bỏ chiếc xe máy vào để coi. Chơi chiếc hạt lay luôn mới chịu rồi các anh chị. Để tới thì coi thử coi chiếc hạt lay nó đẹp nè. Rồi thì hiện tại là mình ở cái góc nhìn đây là lúc 11 giờ trưa. Và bây giờ cho nó ánh mặt trời nó đổ về kia một xíu là 2 giờ để cho nó sáng cái khu vực nhà xe đây, cái là ngắm cái chiếc hạt lay đây một phát cho nó xem thế nào. Đỏ đen đó. Cũng ngầu ha anh chị. Rồi thôi không nói băng quơ nữa, thì chúng ta bắt đầu. Xe thì nhà này thì cũng phải vài chiếc ô tô đúng không anh chị, thôi để gắn thêm vài chiếc xe ô tô nữa. Rồi wow, một chiếc VinFast 2.0, LED 2.0 VinFast các anh chị. Rồi nhưng mà cái sân còn rộng quá, thì có một chiếc xe thì cũng nhìn không có hoành tráng lắm. Thôi bây giờ chúng ta cho thêm vài chiếc nữa. Đây xuất hiện một chiếc xe địa hình và một chiếc SUV mang nhãn hiệu là Ranger. Rồi ok, thì tổng quan như vậy là tạm thời như vậy là nó cũng tạm ổn rồi. Thì bây giờ tôi cũng muốn gửi lời chào tạm biệt đến tất cả mọi người, và sẽ làm phần sau hoàn chỉnh hơn về màu sắc sau khi nhận được ý kiến phản hồi của mọi người. Và
ánh sáng của căn nhà này, cũng như những cái chi tiết cụ thể hơn. Và phần sau đó tôi sẽ review đến các bạn cái nội thất bên trong căn nhà này. Thì nó là những cái sản phẩm mang cái tính chất là nội thất của Ý, là phào chỉ giáp vàng và những cái đồ nội thất, tủ quần áo, kệ trang trí, kệ tivi này nọ được điêu khắc đục đẽo tinh xảo để tôi lắp vào căn nhà này và review đến tất cả mọi người. Rất mong mọi người đăng ký theo dõi và đón xem video tiếp theo của tôi. Xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người sức khỏe.